Nước rửa chén Mỹ Hảo huyền thoại đã bại trận trước Sun Life như thế nào? Đầu thập niên 90, Mỹ Hảo là sản phẩm nước rửa chén giá rẻ xuất hiện đầu tiên. Khi ấy, phần lớn các hộ gia đình Việt Nam vẫn sử dụng xà phòng để rửa chén vì họ không thể trang trải nước rửa chén ngoại nhập. Với giá thành bình dân, rửa chén sạch và dễ dàng hơn xà phòng, Mỹ Hảo nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của người tiêu dùng. Sun Life của Unilever đã gặp rất nhiều khó khăn khi mới gia nhập vào thị trường Việt Nam. Sản phẩm của Sun Life có quá nhiều sự tương đồng với Mỹ Hảo, từ màu sắc cho tới mùi hương, trong khi đó lại bán với giá gấp đôi nên đã không thể thuyết phục được người tiêu dùng. Vậy hướng đi nào cho Sun Life để đánh bại Mỹ Hảo, thương hiệu đã từng là huyền thoại trong tạp chí người tiêu dùng Việt? Sun Life đã chuyển chiến lược định vị của mình từ nước rửa chén sạch hương chanh sang nước rửa chén không hại da tay, với lý do tin tưởng là có vitamin E trong sản phẩm. Sun Life còn gia tăng nhận diện thương hiệu nhanh chóng thông qua rất nhiều quảng cáo truyền hình, tạp chí và radio. Chắc hẳn bạn đã nhiều lần xem quảng cáo của Sun Life trên TV rồi phải không nào? Họ còn mở rộng kênh phân phối tới mọi cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh và chợ đầu mối. Chiến dịch này đã giúp Sun Life đứng đầu về thị phần để bại Mỹ Hảo. Vậy tại sao Mỹ Hảo lại thua cuộc trong trận chiến này? Có lợi thế về mức độ nhận diện thương hiệu ngay từ đầu, nhưng Mỹ Hảo đã chủ quan và không duy trì được lợi thế đó lâu dài. Không mở rộng đầu tư về mặt truyền thông và kênh phân phối, họ chỉ tập trung vào sản xuất và phó mặc hàng hóa của mình cho các đại lý lớn. Trong khi đó, Sun Life kết hợp cả việc làm quảng cáo củng cố định vị thương hiệu và tập trung mở rộng kênh phân phối tới từng kiosk và cửa hàng. Điều này đã khiến Sun Life dần trở thành thương hiệu top of mind, chiến thắng luôn tại điểm bán và số lượng hàng và không gian trưng bày. Cuộc chiến giữa Mỹ Hảo và Sun Life đã cho thấy việc xây dựng và tăng trưởng thương hiệu có thể quyết định số phận của một doanh nghiệp. Không biết hiện giờ còn ai đang sử dụng nước rửa chén Mỹ Hảo huyền thoại một thời hay không? Cùng thảo luận với TM và follow đào thêm nhiều case study thú vị nữa nhé.